Ân Hoàng Phúc trao nhận tiền tỷ khi cầu hôn Kim Cương bên bờ biển. Nam ca sĩ hát tặng bà xã một ca khúc lãng mạn và lòng vào ngón tay cô chiếc nhẫn kim cương trị giá 60.000 đô. Màn cầu hôn ngọt ngào của Ân Hoàng Phúc dành cho Kim Cương bên bờ biển Phú Quốc. Ân Hoàng Phúc và Kim Cương vừa có buổi chụp ảnh cưới bên bờ biển. Cựu thành viên nhóm 1088 khiến vợ xúc động khi trang hoàng không gian lãng mạn và hát tặng cô ca khúc Giấc mơ một cuộc tình. Đôi Hiên Ương đã trải qua nhiều sóng gió để đến được bên nhau. Kim Cương cũng từng một lần đổ vỡ tình cảm và có con trai riêng trước khi đến với Ân Hoàng Phúc. Nam ca sĩ quỳ gối nói lời cầu hôn với giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2008. Cặp đôi đã về chung nhà từ lâu và sinh được một cậu con trai, nhưng đến nay họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Từ khi yêu Ân Hoàng Phúc, Kim Cương lùi về hậu phương để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp ca hát. Cô hạnh phúc khi được ông xã lòng vào tay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ân Hoàng Phúc chia sẻ, tôi yêu Kim Cương rất nhiều, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau, nhưng để giữ được lửa tình yêu luôn nồng cháy trong mái ấm của mình mới là thử thách lớn nhất. Điều tôi muốn dành cho Kim Cương không chỉ là sự lãng mạn mà còn là niềm tin, sự tôn trọng và sẻ chia. Nhà thiết kế Anh Thư, producer Nguyễn Thiện Kim và chuyên gia trang điểm Justin Vũ là người hỗ trợ Ân Hoàng Phúc thực hiện màn cầu hôn ngọt ngào bên bờ biển Phú Quốc. Đặng Thu Thảo làm điều này để kỷ niệm một năm ngày cưới với ông xã đại gia. Trong một năm ngày cưới, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc hạnh phúc viên mãn của tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vừa qua ngày 6 tháng 10 trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cũng là ngày kỷ niệm một năm đám cưới, Hoa hậu Việt Nam 2012 đồng thời tiết lộ cảm xúc mình từng trải qua cách đây một năm. Ngày này năm trước, hồi hộp lo lắng quá, tụt huyết áp luôn nè. Happy anniversary ông xã, Baby và Sophie, love you so much. Đặng Thu Thảo chia sẻ ảnh chụp cùng chồng và con gái nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới. Trung Tín cũng không quên nhắc lại ngày kỷ niệm với bà xã trên trang cá nhân. Đông đảo bạn bè người hâm mộ như Sắc Hoa, Hoa hậu Phương Lê, Bùi Thúy Hạnh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gửi lời chúc mừng đến gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Vào ngày 6 tháng 10, 2017, Đặng Thu Thảo về chung một nhà với ông xã Trung Tín bằng một đám cưới cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một năm nhìn lại, Đặng Thu Thảo vẫn là hoa hậu có nhan sắc sao xuyến và có một tổ ấm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười. Sau khi kết hôn và sinh em bé đầu lòng, người đẹp ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cách đây vài ngày, Đặng Thu Thảo lại khoe ảnh lần đầu cho bé Sophie ra biển. Dân tình lại phát hiện thêm một đặc điểm rất đáng yêu nữa của cô bé. Đó chính là mái tóc xoăn, mềm mại, được thừa hưởng từ bố. Khoảnh khắc bình yên của hoa hậu và con gái trên bãi biển. Bé Sophie là trái ngọt tình yêu của cô và ông xã Trung Tín. Sau 6 tháng giấu mặt con, qua góc chụp hoặc dùng iKhinh, cận gương mặt tiểu công chúa nhà Thảo Tính lần đầu được hé lộ vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Với Đặng Thu Thảo, ông xã và con gái là hai tình yêu to lớn nhất. Tuấn Hưng bị dân tình buông lời cay đắng dù đã nhập viện cấp cứu. Câu chuyện live show của Tuấn Hưng bị hủy sát giờ diễn đang gây sốt trong dư luận. Mới đây, nam ca sĩ đã phải nhập viện cấp cứu vì lý do suy sụp tinh thần. Nhưng thật đáng buồn vì trong hoàn cảnh đen tối thế này, Tuấn Hưng vẫn bị dư luận mỉa mai đá xéo và không ngần ngại buông lời cay đắng. Live show Ngựa Hoang kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng được đầu tư công phu hoành tráng với sự góp mặt của nhiều khách mời tên tuổi. Ngay từ ngày đầu tiên, số lượng vé VIP phát hành đã bán chạy như tôm tươi. Nhiều người dự đoán đây sẽ là show để đời của ca sĩ Tuấn Hưng. Nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính, chỉ còn cách giờ diễn vài tiếng, Tuấn Hưng bất ngờ nhận được thông báo hỏa tốc từ cơ quan chức năng yêu cầu hủy show. Lý do được đưa ra sau đó là điều kiện an ninh và phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Đây là cú tát trời giáng vào cả ekip tổ chức, đặc biệt là cả giọng ca Cầu Vồng Khuyết. Anh đã khóc khi nhận được thông tin này và suy sụp đến độ phải nhập viện cấp cứu. Vướng phải vận đen, Tuấn Hưng nhận được sự an ủi chia sẻ từ đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, vẫn không ít người sẵn sàng canh me để lên tiếng mỉa mai đá xéo anh. Nguyên nhân lớn nhất bắt nguồn từ status chết người liên quan đến Trường Giang cách đây không lâu. Người ta còn lạnh lùng tuyên bố đó là quả báo. Lúc đăng ảnh châm biếm Trường Giang thì có nghĩ tới cảm xúc tinh thần của cặp đôi đã định ngày cưới đâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, quả không sai, kết quả của nghiệp tụ dồn thôi.
IQ đặt tên Xô là ngựa hoang chi, đặt tên là bày đặt ngựa ngựa là được rồi. Quả báo là có thật. Bên cạnh đó, người ta cũng nhắc lại vụ Tuấn Hân từng lên tiếng đe dọa các gân anti-fan khi họ buông lời xúc phạm đến con trai mình. Trang sức kim cương trị giá 7 tỷ của anh cũng bị đưa vào tầm ngắm, chắc không hợp phong thủy. Trong showbiz, Tuấn Hân được đánh giá là ca sĩ đình đám có tiếng nói. Tuy nhiên, số lượng người không vừa mắt Tuấn Hân cũng thuộc dạng bao la, vốn tính khí nóng nảy, đôi lúc hơi giang hồ và đùa quá trớn, nên nam ca sĩ vẫn bị liệt vào top ngôi sao lắm tài nhiều tật. Nhưng lần này có vẻ dân tình đã quá tay và hơi vô cảm. Đối với ca sĩ, việc hủy live show đột ngột chẳng những làm tổn hại về kinh phí mà còn gây ảnh hưởng về mặt uy tín đối với khán giả. Huống hồ chi, đây còn là live show tâm huyết kỷ niệm 20 năm đi hát của Tuấn Hân. Trên trang cá nhân, vợ nam ca sĩ không ngừng chia sẻ trạng thái ủng hộ động viên chồng. Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên cũng gửi lời an ủi chia sẻ đến người bạn thân của mình. Đây có thể xem là vận đen lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của Tuấn Hân. Khán giả vẫn hy vọng live show Ngựa Hoang có cơ hội được diễn ra vì công bằng mà nói. Nó là một bữa tiệc âm nhạc công phu, nghiêm túc và đáng xem. Họ cũng hy vọng anti-fan có thể nhẹ nhẹ tay khi gõ phím bình luận, nếu không yêu đừng nói lời cay đắng. Đặng Thu Thảo làm điều này để kỷ niệm một năm ngày cưới với ông xã đại gia. Trong một năm ngày cưới, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc hạnh phúc viên mãn của tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vừa qua ngày 6 tháng 10 trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cũng là ngày kỷ niệm một năm đám cưới, Hoa hậu Việt Nam 2012 đồng thời tiết lộ cảm xúc mình từng trải qua cách đây một năm. Ngày này năm trước, hồi hộp lo lắng quá, tụt huyết áp luôn nè. Happy anniversary ông xã, Mimi và Sophie, love you so much. Đặng Thu Thảo chia sẻ ảnh chụp cùng chồng và con gái nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới. Trung Tín cũng không quên nhắc lại ngày kỷ niệm với bà xã trên trang cá nhân. Đông đảo bạn bè người hâm mộ như Sắc Hoa, Hoa hậu Phương Lê, Bùi Thúy Hạnh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gửi lời chúc mừng đến gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Vào ngày 6 tháng 10, 2017, Đặng Thu Thảo về chung một nhà với ông xã Trung Tính bằng một đám cưới cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một năm nhìn lại, Đặng Thu Thảo vẫn là hoa hậu có nhan sắc sao xuyến và có một tổ ấm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười. Sau khi kết hôn và sinh em bé đầu lòng, người đẹp ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cách đây vài ngày, Đặng Thu Thảo lại khoe ảnh lần đầu cho bé Sophie ra biển. Dân tình lại phát hiện thêm một đặc điểm rất đáng yêu nữa của cô bé. Đó chính là mái tóc xoăn, mềm mại, được thừa hưởng từ bố. Khoảnh khắc bình yên của hoa hậu và con gái trên bãi biển. Bé Sophie là trái ngọt tình yêu của cô và ông xã Trung Tính. Sau 6 tháng giấu mặt con, qua góc chụp hoặc dùng iKhinh, cận gương mặt tiểu công chúa nhà Thảo Tính lần đầu được hé lộ vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Với Đặng Thu Thảo, ông xã và con gái là hai tình yêu to lớn nhất. Em gái nhà Phương nhắn nhủ đến chị gái và anh rể Trường Giang gây xúc động. Sau đám cưới, em gái nhà Phương nhắn nhủ đầy xúc động đến chị gái. Mong chị phải luôn hạnh phúc và cười thật nhiều, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, đám cưới của Trường Giang và nhà Phương được tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giờ phút thiêng liêng trên sân khấu, tưởng chừng như hai vợ chồng sẽ mạnh mẽ trước sự hiện diện của khách mời và hai bên gia đình, nhưng họ đã khóc rất nhiều. Với người thân, bạn bè ai cũng mừng vì Trường Giang và nhà Phương cuối cùng đã về chung một mái nhà sau hơn 3 năm yêu đương sóng gió. Cụ thể mới đây, trên trang cá nhân, em gái nhà Phương cũng gửi lời chúc mừng đến chị gái. Kèm đó là clip toàn bộ hôm đám cưới, Phương Anh viết: "Chị xứng đáng có được hạnh phúc, Trần Thị nhà Phương phải luôn mạnh khỏe và bình an nhé bé Bi, người thương của em." Lời chia sẻ đầy tình cảm của em gái nhà Phương trên trang cá nhân. Phía anh trai Trường Giang trước đó cũng đã có những chia sẻ dành cho em trai và em dâu. Anh mượn chuyện đám mây được trang trí trong tiệc cưới qua cách tinh tế nhắn gửi đến Trường Giang và nhà Phương. Nếu có dịp, anh sẽ nói về chuyện những đám mây trên sân khấu này, tại sao lúc đen, tại sao lúc trắng. Đó là một câu chuyện dài và điều anh mong hai đứa nhìn vào những hình ảnh của hôm đó để sống cuộc đời còn lại của mình với chỉ toàn mây trắng mà thôi. Cách đây vài ngày trên trang fanpage riêng, nhà Phương vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên
người đẹp đăng tải hình ảnh về chồng kể từ sau đám cưới. Từ trước đến nay, dù đang hẹn hò hay sóng gió, cả đến ngày tổ chức lễ cưới, người đẹp vẫn không hề có động tĩnh gì về người bạn đời này. Nhã Phương tâm sự, đi chơi có mấy ngày mà việc quá trời việc đang chờ luôn, giờ là phải trở lại guồng quay công việc thôi. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng nha, mãi yêu. Đến hiện tại, cả hai đã kết thúc chuyến đi trăng mật và cũng bắt đầu lao vào công việc.